Thì Tuyết bực mình là vì vấn đề gì Tuyết? Là ba con cua á, là vì ba đưa con á, là không, con có nói câu là bù hái gì ba. Nhưng mà lương tâm con về nếu mà ăn được thì con lên con trả tiền thêm. Cái tánh con không có chó đẻ vậy. Ở xóm gì con biết cái tánh con mà. Ở xóm con nói thiệt nha. Con 1122 nghèo chứ không có chơi nhơ bận với ai. Con từng khổ mà gì ba. Nhưng mà con không có nói gì ba mà con nói mấy thằng quy quyên nè. Nó lên mạng nó nói con á, cái bà này nè ở Cần Duộc Dung kêu á, đặng chị ba cho ba con cua. Trời ơi con mới tức. Ừ, nó để rõ ràng, chữ rõ ràng luôn. Trời ơi, tao nói thiệt. Có á, bảo đảm có. Không phải ý là để cho lục con ai, coi ai. À, là tụi bay thì biết rồi, gì đâu có biết. Không nhiều đứa ai đâu. Nhưng mà họ thấy đi. Bữa nó nói gì thấy ăn cắp 200 ngàn là cái thằng quỳ con làm sao. Bữa này báo phụ gì ba nè. Nó nói nhỏ là tụi này chú này. Nó em á là giếm 200 ngàn của nó. Cái bữa mà mua số 2 mấy chú kia cũng cười giỡn nha, nhớ không? Vì không cho quay mấy ổng để nè tôi quay bà nè mua dừa da ba con đó thấy cái ổng nó mua thùng bia nhớ không. Con nói thiệt á, mấy cậu này nè có đi về ở dưới Cần Duộc mà mé bên đường bên em cứ tìm ra là đường là Nguyễn Văn Linh đi tới cầu Dạch Đĩa hỏi người ta khu công nghiệp Long Hậu, vô khu công nghiệp Long Hậu hỏi mà cái đám cho mướn khung giạc bà Thiết Sang á là con làm từ thiện biết không phải con phe mình nói mình bất phước nhưng mà cái sự bất chuột con phải nói. Nó quay vắng tắt được rồi ông. Nó nói gì thế sao? À, nó để nó đăng luôn, nó đăng trên cái tựa. Đăng cái gì? À, nhà, cái cô này dùng chiêu đặng gì ba cho ba con cua. Ở Cần Duộc. Để nó có để chữ đàng hoàng luôn, dùng chiêu. Tức bà. Con cháu con nó la ông sùng nó trời ơi nay bà lên mạng dữ luôn. Giọng gắt luôn nó. Cái danh dự cô nào giờ cô đâu có đi cô từng làm từ cô làm giúp người nghèo mà sao lại học theo cô cũng nghèo thôi. Vậy bây giờ mà bị dân dân mà cái kênh nào nói xấu kia là dùng chiêu để mà lấy ba con cua gì ba bà không trả tiền thì rất là bức xúc chạy 40 cây số trời nắng trốn chồng chạy đây để mà để mà phản ánh ý kiến đây Thanh Minh để Thanh Minh nói gì để Thanh Minh không sao đâu mà đây đừng bấm giờ bấm đây rồi từ 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 cái cô Tuyết lại cô Tuyết nói vậy trong con không biết ai là ai luôn đúng không? Ừ đúng rồi nó lên cái này nó có để chữ đó đây là chị Tuyết lên đây chạy 40 số đây phản ánh vì nói không có đúng sự thật không có đúng tại vì ba nãy giờ ngồi mệt bên kia cũng mắc hồn rồi kìa mắc vía thấy là chị Tuyết là hung quá mà Tuyết không nói tao xong đi con phiên dì ba cái này nữa nè không con phiên sự thật luôn thí nó có nghĩ về Phật pháp là con nói ra tí mà nó có nói con nói bậy gì con cũng thua con nói thiệt con nóng thiệt con nóng là quá kỳ cục mà nói cái danh dự con mà đi đưa lên mạng này biết bao nhiêu người coi không chú kia trời đất ơi. Trời ơi con từng đi các chùa ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu miền Tây miền Đông con đi từ thiện mà mấy sư con nằm bệnh viện mà các sư đi vô chùa đi vô thăm con nữa mà lên mạng cái kiểu này nó ủa sao cô đồng kỳ vậy cái pháp danh mình rồi đây ai đâu nói thì bởi vậy tao mới tức tao nói không phải cô nói là cái thằng nào mà quay cái mạng này nhưng mà nãy cô tức cô nói mấy thằng quay phim này thì ra đang nóng mà đúng rồi đang nóng tôi đang nóng con nói thiệt chị ba nha con vậy á con chưa từng sợ ai đúng chuyện thôi thì theo bà cũng tức bà cũng nấu chứ đừng có nó ở đó như bà bán cua cái cô nào mà lợi nói cua thúi cua đậu đó là bậy đó cái đó chị là bậy đó chị Tuyết bán là cho thuê bà ở chợ hả chị Tuyết sao chị Tuyết là bán ở chợ hả chị Tuyết bậy tao cho mướn con giặt thì cưới thấy hung dữ dằn vậy thôi không mày hung quá mày ơi nãy vô chửi mà con đứng rồi con không có tội con mắc hồn á định bỏ trốn á eo bắt tao cầm hoài không nhưng mà đúng hay không chứ đã, không, chắc chắn rồi đúng không cái này rồi đúng không đúng cái kênh đó đúng không thấy mặt không hả không không thấy mặt con chứ đâu thấy mặt con đâu nó đăng cái tựa lên đó chạy từ từ chạy như vậy không phải con nó lên cho kịp đặng tụi bà hết rồi nó còn quay phim nè con lên nè nó đi về hết này nếu nè giống lúc mấy phim nó quay hết bay nè má mày móc vào quay đi giờ tôi ra cho mày quay nè đằng kia chưa vô tới đây rồi bắt đầu nghe tiếng la
chung mẹ mặn quả mà không chung thì mới lạ. Ờ quên đó, để nó không có ra đây chút xíu rồi cũng về. Mặc đồ ngủ nằm ở nhà ngồi đi nè. Trốn trong đi luôn giữ từ. Mặc đồ lẫn nhà đi luôn nè. Cũng dễ. Không yêu yêu giật. Không nào nào. Biết sao cái này là giống nhỏ. Thì mua cái là sáng nay gì bà thấy mấy cái ghế mới chưa? Thấy bà đó không? Cái gì? Cái ghế đỏ mới cho khách ngồi á. Chưa thấy, giờ không có bán nữa. Chưa thấy hả? Chị Thúy mua cho chị ba ở ở chợ An Đông 10 cái á. Con đem ra cho chị ba coi. Chị Thúy đem ra cho chị ba coi. Ghế ghế ngồi. Để cho khách ngồi chờ khách ba. Chị ba ra đi. Vậy con hỏi thiệt bạn câu nè. Cái lò dầu bà ra luôn cái rồi ra lớn ở trên. Rồi ra lớn không nói. Còn hai cái nhỏ. Chị mua ghế tốt nè. Mua hãng gì từng á. Ờ phải rồi. Nè, ghế tốt. Chị ba lấy sao mua có hàng nhiều, ba. Nhiều. 23 ngàn cái à. Cái chợ Đông á có hạn như tư á. Biết rồi. Đó. Này con tặng. Trời ơi. Thế nào ra chợ Đông nói thiệt nha. Tiệm vàng Hồng Ly á. Biết không? Tiệm vàng Hồng Ly ngay giữa chợ Đông hỏi. Biết cái chi tiết mập mập ở tầng vượt không nha. Từ mập á là biết. Biết. Thúy đang khoe 10 cái ghế. Sáng nay mua tặng cho dì ba. Hồi xưa giờ. Dì ba thấy vui không dì ba? Vui. Đó, dì Tiết à, Tiết mập nữa kìa. Nóng như Trương Phi mới khen ghế xịn kìa. Dì Tân chị xài dữ rồi. Cái ghế ghế mà ngồi ghế bự, con ngồi ghế bự á, cái mũ bự á hả, dì Tân luôn. Mũ tốt, mũ thế này luôn. Mũ con mua cái kia ha, mũ giỡn một cái kia. Cái này nè, ngồi nắng rồi không có sợ, còn ba kia nó rớp rớp. Đúng rồi, nó giòn. Nó đi dọc đường có thì chị ba kêu rồi ghế con. Cái anh này anh cầm tổng số tới tầng cô dì ba để chờ theo từ số nhỏ đến số lớn để mua cô dì ba này. Anh không biết phát số bao nhiêu rồi, mình hỏi anh thử anh tới số bao nhiêu rồi anh? Con hiện tại là số 16 nha. À, số 16 hả? Là 15 số được phát rồi hả? Đây là dì ba đổi số nha, bây giờ là không phải như trước đây là 30 số nhưng bây giờ còn 50 số này. 50 số? À, bây giờ là đã thay đổi là 50 số nha. Hồi lúc là bao nhiêu số anh? À, bình thường là 30 số thôi. À. Xưa là dì ba bán ngay cái địa điểm nào vậy? Bánh khọt, ai kế bánh, ai thấy? Lúc trước có bà bán bánh khọt đâu đây phải không? Là dì ba ngồi kế bà bánh khọt. Chị mua bánh khọt của bà đó mới biết dì ba ngồi bà bán. Giờ nhờ quay lên Facebook khỏi bánh mắt. Hồi xưa là sao cô? Hồi xưa dì ba bán được không? Thế, ngồi thấy tuần hiệp lắm thầy ơi. Biết sao không? Mua mắt, bự 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 này nè. Giờ giống như người ta không biết ngon hay dở, người ta đâu dám mua. Bây giờ thì nhờ tụi quay quay ăn ngon rồi quảng cáo nhau á mới thấy chất lượng với bà bao. Còn lúc nó bán ngồi vậy nè, ai đâu quảng cáo cho bà. Năm con đi, năm con đi. Lấy một con cái đó đi. Khoan từ từ cô ơi, anh này chờ ba, anh này chờ nãy giờ. Từ xe màu đen của ai vậy? Lấy con nữa. Anh bán của ai vậy? Mua mấy con này vậy? Em mua hai con. Một con cua gạch, một con cua thịt. Cái này thì mới ăn lần đầu luôn hay sao? Tại vì xem clip. Cho cái nước này là dương thèm quá. Dạ em xa lắm, tận đi quận 2. Quận 2 lên. À đúng rồi. Thì bút muốn bút rap vô mà không ai nhận bút. Thấy sợi băng. Rất là mình ý gì, bởi vì sao nhìn rất là nhiều những cái clip của gì. Thì mình thấy là mình nghĩ là chân chất, thế này cũng muốn ủng hộ gì nữa. Thứ ba là rất là mình cũng đi xem rất là nhiều những cái review ấy, thì thấy mọi người là đến ăn và nói rất là ngon. Với là muốn xuống xem cái nước chấm thần thánh của gì như thế nào. À, chị, là mình mua bao nhiêu ký chị ha? Chị mua phải 4 ký, 2 ký gạch, 2 ký thịt. À, mình là bang nào về chị? Chị ở bên Mỹ. Ở bang nào á? À, Cali, San Francisco. Chị coi trên YouTube á, thì chị chưa ăn qua thì chị thấy chia sẻ chị hấp dẫn quá, cho chị nói để chị ghé chị ăn thử. Dạ rồi chị thấy chị ba lớn tuổi và bán cái mâm cua vỉa hè thì chị thấy à, thấy cũng tội nghiệp mà nghe nói là thiếu nợ gì đó, thành ra có nhiều người chị thấy lúc đầu tiên thì bán chị thấy là bán như vậy là mất cua dữ lắm, ai cũng mới vừa đặt xuống mà ai cũng chạy vô lấy rồi không trả tiền, không kiểm soát được đó. Thành ra khi mà chị thấy là bốc thăm á thì từ người đó thì chị thấy cái đó là tốt hơn, nó thứ tự hơn. Thì hôm nay chị nói chị ra chị mua cua thì chị tặng chị ba cái gì hả? À,
đệ tử kỳ đâu rồi. Đưa 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 cái vòng này. À, chị này có một món quà nữa chị ba. Đây, ở hôm nay gửi về cho. Đây là chị ba này. Tặng quà cho chị ba đó. Bên Mỹ về đó chị ba. Thấy cũng vui vui. Gặp được cái người mà mình ái mộ.